Đường vào nông phênh. Tác giả: Bùi Cát Vũ. Số 3. Dưới áp lực của cuộc phản công, ngày 6 tháng 12 năm 1977 của ta Hàng ngũ quân đội Pol Pot ở biên giới phân hóa nghiêm trọng, nhất là ở quân khu 203. Pol Pot ra tay thanh trừng, giải tán, đổi chỉ huy, đổi phiên hiệu ba sư đoàn. Nhiều cuộc binh biến diễn ra ở quân khu 203. Quân khu Đông. Trước tình hình đó, lần đầu tiên bọn Pol Pot buộc phải đưa cuộc chiến tranh xâm lược của chúng ra công khai chúng tôi được lệnh thu quân về trong ngày 6 tháng 1 năm 1978. Nhân dân Campuchia thấy bộ đội ta thu dây thông tin, bảo nhau bỏ tất cả, bám theo bộ đội không rời nửa bước. Ta đi đâu, bà con kéo theo đó. Địch phát hiện ta lui quân, chúng bám đuổi theo giết dân. Ta phải đánh chặn để bảo vệ dân. Nhiều cụ già chống gậy lọm khọm, nhiều chị hai nách hai con nhiều em bé ốm gầy xanh xao, từng bước từng bước lê chân về hướng đông. Anh em ta phải dùng tất cả các loại xe, kể cả xe pháo để chở dân. Chỉ trong ngày mùng 6 tháng 1 năm 1978, ngày lịch sử khó quên, trên đường số 1 và đường 13, nhân dân Campuchia đã sang ta hơn 2 vạn người. Bà con Việt Nam ở Tây Ninh góp gỗ, góp gạch xây dựng làng bến sắn khang trang cho nhân dân Campuchia lánh nạn. Nhân lúc ta lui quân, bọn Pol Pot và bành trướng Bắc Kinh tuyên truyền ẩm ĩ là chúng đã đánh ta thua phải tháo chạy, để bên trong thì lên dây cót cho binh lính của chúng, bên ngoài thì lừa gạt dư luận quốc tế. Chúng lại điều quân từ phía sau ra đánh sang Hà Tiên, Bảy Núi, Bắc Hồng Ngự, Mộc Hòa, Bến Sỏi, Tân Lập, Lộc Ninh cho đến một hôm giữa tháng 5 năm 1978, các chốt tiền tiêu báo cáo là nghe thấy tiếng súng nổ lớn dữ dội ở hướng Prey Vieng. Cùng lúc ấy, các đài vô tuyến điện đều báo là nhận được tín hiệu thông tin truyền đi liên tục trên nhiều tầng sóng, lặp đi lặp lại một câu. Chúng tôi, những người chiến sĩ cán bộ quân khu 203 nổi dậy chống Pol Pot, chúng tôi muốn gặp các bạn Việt Nam. Chúng tôi báo cáo tình hình đó lên trên thì đồng thời nhận được trên thông báo là quân khu 203 đã nổi dậy. Thế là từng toán, từng tốp, lính trinh sát có cán bộ chỉ huy kiên cường dày dặn kinh nghiệm được phái sang các khu rừng rậm nơi có căn cứ của các đơn vị thuộc quân khu 203 giữa mùa mưa lũ anh em ta đạp lên những bãi mìn những bưng rạch ngập ngụa sình lầy những khu rừng hoang đầy những mây gai quyết tìm bắt liên lạc với bạn những chốt tiền tiêu phái người bung ra xa các nơi dồn dập báo cáo về đã bắt được liên lạc với một bộ phận nổi dậy hoặc đã gặp một cô sinh viên một anh trí thức trốn trong rừng đã hơn tháng nay ở đâu trong đất campuchia hễ nghe tiếng súng là phái người đi đến có toán trinh sát sau ba ngày ra đi điện báo về là đã đến bờ sông mê công rồi im bặt mất luôn chúng tôi nhớ lời đồng chí ủy viên bộ chính trị quân sự phục tùng chính trị và tạo điều kiện cho chính trị còn chính trị phải nhanh chóng đáp ứng phục vụ lại cho quân sự có phải chăng đây là thêm một điều kiện chính trị mới, một lực lượng cách mạng mới của bạn và cả của ta nữa? Như thế này đã đủ điều kiện để thả tay cho quân sự vẫy cùng hay chưa? Sau này tôi được biết trong sự kiện ngày 28 tháng 5 năm 1978, ta đã liên lạc được với đồng chí Henson Rin, Chia Sim, Pensovan, Sutkel, Chansi, Hun Sen, và các lực lượng ly khai Pol Pot khác Suy nghĩ đến đây Tôi lại nhớ đến các đồng chí xoài keo Mà tôi được gặp cách đây hơn một tháng Trong lúc tôi chuẩn bị chiến trường Ở vùng biên giới Đồng chí xoài keo Năm nay 41 tuổi Hồi kháng chiến chống Pháp Đồng chí còn nhỏ Con một gia đình nông dân nghèo Ở vùng rừng núi Đông Bắc Lúc bấy giờ Vùng quê của đồng chí có quân tình nguyện Việt Nam hoạt động các chú bộ đội Việt Nam mà xoài keo gọi là bộ đội um hồ tức bác hồ thường đóng trong nhà xoài keo phong cách đạo đức của các chú bộ đội Việt Nam làm cho tuổi thơ của xoài keo quen dần trở thành nếp trong cuộc sống giản dị bình đẳng nhân nghĩa dũng cảm sau năm 1954 bộ đội tình nguyện Việt Nam về nước Nhớ các chú bộ đội của um hồ xoài keo hát vang rừng núi những bài hát mà các chú bộ đội đã dạy cho. Lớn lên, xoài keo hăng hái hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Campuchia. Năm 1972 trở thành huyện ủy viên. Một hôm, anh được chỉ thị ra đón Pol Pot. Pol Pot đến trên một chiếc võng do bộ đội và cán bộ Việt Nam khiêng. Xoài keo thấy Pol Pot xuống võng mà không chào cảm ơn gì anh em Việt Nam đã khiêng mình. Anh bắt đầu có một nhận xét không tốt về con người Pol Pot. Sau đó hắn ra lệnh cho anh đưa du kích ra đánh tàu trên sông. Anh ra quan sát về báo cáo là thuyền của quân giải phóng Việt Nam chứ không phải của Thiệu. Anh còn nhấn mạnh là không phải địch mà là ta. Pol Pot bảo cứ đánh Xoài keo đánh dấu hỏi về con người của Pol Pot sao không giống những người cách mạng chân chính. Từ năm 1973, thấy Pol Pot in Syria bắt đầu đàn áp những người dân có cảm tình với cách mạng Việt Nam, anh càng suy nghĩ nhiều. Đến năm 1975-1976, thấy Pol Pot in Syria giết hại nhân dân ngày càng nhiều, anh khẳng định chúng nó không phải là cách mạng rồi nhớ cụ Hồ, nhớ Việt Nam, xoài keo cùng với bạn là Umi dìu dắt hơn 5.000 dân sang đất Việt để xây dựng lực lượng cách mạng. Từ lúc gặp đồng chí xoài keo đến nay, hình ảnh người nông dân bộc trực ấy làm cho tôi tin tưởng rằng trên đất nước Campuchia rộng lớn chắc chắn còn nhiều xoài keo mà chúng ta chưa bắt tay được đó thôi lực lượng cách mạng tiềm tàng này sẽ nhân lên gấp bội khi có thời cơ cách mạng. Ngày mùng 2 tháng 12 năm 1978, mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại. Đó là kết quả của một quá trình đấu tranh cách mạng nổi dậy chống lại chế độ phản động của Pol Pot Insuri bằng chính trị vũ trang của nhân dân Campuchia vì vậy mà mặt trận tuy mới ra mắt nhưng đã có uy tín chính trị vững chắc và rộng rãi trong nhân dân toàn cõi campuchia cũng đã có một lực lượng vũ trang gồm mấy chục tiểu đoàn được học tập huấn luyện kỹ thề quyết không đội trời chung với chế độ pol pot bầu trời campuchia hôm nay đã lấp lánh những vì sao sáng biết đâu giờ này Đồng chí ủy viên Bộ Chính trị lại không thao thức để lại viết nên những vần thơ mới về những người chiến sĩ ở mặt trận phía Tây Nam của Tổ quốc. Đồng chí Bộ, phó phòng thông tin nhắc tôi là đã đến giờ làm việc với sở chỉ huy cơ bản của binh đoàn. Chắc chắn là anh Hoàng Cầm, Trần Nguyên Độ, Ba Vinh, Nam Phong và các đồng chí, các cơ quan, các binh chủng đang tập hợp xung quanh máy tăng âm, chờ nghe tôi báo cáo. Còn tôi, tôi cũng mong tin tức mới nhất của các cánh quân bạn và cần đề nghị sở chỉ huy cơ bản dốc sức giải quyết cho một số việc để chúng tôi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Tôi xem đồng hồ lúc này là 1 giờ ngày 6 tháng 1 năm 1979. Chương 3 Đường đến Mê Công ngày mùng 6 tháng 1 năm 1979. Đường ra phía trước thường là những con đường vui, dù đó chỉ là con đường rừng hưu quạnh, trèo đèo lội bưng. Huống chi đường của chúng tôi đang đi ra phía trước, sáng nay là đường số 1 trải nhựa, nằm giữa đồng bằng bát ngát, tít tắp tận chân trời, không máy bay địch, không đại bác nổ. Chiều tối qua, quân ta đã xé toạc quân địch ra như xé một tấm vải trên đường số một này hai bên đường những nhà sàn bị phá nham nhở từng đám người đủ mọi lứa tuổi ngồi trùm nhung không phân biệt ai là dân ai là lính địch họ làm như không dính dáng gì đến chuyện quân sự ở trên đường chưa có đội công tác nào của bạn đến đây cả đoàn xe của tôi phải tránh những hố pháo những ổ gà những đống thùng đạn những xác xe hỏng nên chạy rất chậm vòm trời phía tây trong xanh lơ lửng những gợn mây mỏng màu da cam trên cánh đồng hoang đàn cò trắng hốt hoảng trao lượn như những tờ giấy trắng gặp ngọn gió xoáy hàng thốt nốt đứng sừng sững trơ trọi lặng thinh giữa trời như những cụ già khơ me chất phác đêm qua là đêm thứ sáu mọi người phía trước phía sau đều thức trắng các đơn vị của đoàn bảy và hai tiểu đoàn số hai và số bảy quân giải phóng campuchia được tiểu đoàn hai xe tăng chi viện đã chiếm bờ đông bến phà nách lương đêm qua bộ đội ta tiến như vũ bão nội ngày hôm qua đã trẻ quân địch ra mà tiến hơn bốn mươi cây số các sư đoàn của pol pot từ đường 10, Chi Phu, Công Pông Rồ, chạy tan tác về phía Tây, không kịp phá cầu, không kịp đốt kho. Phà nách lương bị máy bay tàu oanh tạc, trôi lành bềnh về phía hạ lưu. Chúng bỏ lại toàn bộ xe pháo, giật thuyền của dân và ôm tất cả những vật gì nổi được, bơi sang bên bờ Tây. Số chạy không kịp, bị ta bao vây bắt sống gần 2.000 tên nhân dân bị chúng lùa đến đây cũng ùn lại dọc bên bờ sông. Trong đêm tối, họ reo mừng inh ỏi, họ gọi to, bộ đội giải phóng ơi, đừng bắn, không còn Pol Pot đâu. Được bộ đội đến giải phóng kịp thời, trong đêm, nhân dân tháo ngược trở lại hướng vây riêng. Gần đến cầu Công Pong Cha Béc, một đồng chí ngồi cùng xe chỉ cho tôi ba chiếc PT-85 của địch bị ta bắn cháy trên cánh đồng không ngờ hai bên đường một lại hoang tàn đến thế thị trấn Công Pong Cha Bét nghĩa là bến cây ổi trước đây rất đông người trong kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ chúng tôi thường qua lại chỗ này Cha Bét xuống tà lô sang đồng tháp mười lên chức Tiêm Phở Lơn ở răng Âu về chiến khu A Bắc Tây Ninh đông vui nhộn nhịp lắm từ trước tới nay nhân dân ta đoàn kết với dân Campuchia giúp cách mạng Campuchia hết sức tận tình trên tinh thần quốc tế vô sản chân chính. Nhưng từ năm 72, 73 đến nay, bọn bành trướng Bắc Kinh đã lôi kéo được tập đoàn Pol Pot Insuring và từ đó chúng bắt đầu trở mặt. Chúng dùng bè cánh ở quân khu Tây Nam do tên Tà Mốc làm bí thư kiêm quân khu trưởng, giết hại cán bộ thương binh của ta trước nay vẫn mượn đoạn đường mỏ vẹt này để đi từ miền tây lên miền đông vũ khí từ miền đông ta tải xuống cho miền tây lớp thì chúng phục kích cướp giật lớp thì chúng đề ra nguyên tắc chia đôi chúng đòi toàn súng đạn loại lớn mà ta thì đang cần để đánh mỹ gạo từ miền tây ta tải lên chúng lấy phân nửa rồi bán lại cho ta với giá cao ở miền đông mỗi lần Trung ương cục của ta thông báo tình hình ấy cho Pol Pot thì chúng đổ lỗi cho quân khu Tây Nam làm sai. Nhưng nhân dân Prey Veng và Prey Riêng thì rất thương bộ đội Việt Nam. Lại thêm, các đồng chí chủ chốt trong ban lãnh đạo quân khu có chân trong trung ương của Pol Pot như Suvana mà chúng tôi quen gọi là anh Mười Su và anh Năm Sang cũng lấy vần đầu tên anh là những đồng chí trí cốt trí tình biết phân biệt phải trái đúng sai anh mười xu anh năm sang chúng tôi không bao giờ quên các đồng chí cũng như những đồng chí khác khi tập đoàn pol pot Insuri lộ nguyên hình là những tên phản bội tay sai của bắc kinh các anh đã lãnh đạo cuộc nổi dậy của quân khu hai lẻ hồi tháng năm năm 1978. Lúc biết các anh gặp khó khăn, bộ đội Việt Nam đã tìm mọi cách để cứu, nhưng không kịp nữa, chúng đã giết các anh rồi. Còn nhân dân các huyện biên giới được giải phóng từ năm 70, thì sau ngày 17 tháng 4 năm 75, chúng quy là dân loại ba và đầy ải lên vùng rừng sâu nước độc giáp biên giới Thái Lan. Chúng đẩy dân các tỉnh khác lấp vào huyện biên giới. Cũng như các thị trấn khác, công pông cha bé chỉ còn trơ lại những chân tảng xi măng lẫn cỏ dại dừng xe lại nhìn phía phum am pin cũ tôi cố moi trí nhớ tìm cây me nhà cụ sóc ông cụ cụt một chân đã dám dùng dựa chém đứt cổ tên lính ngụy lon non để giành lại đôi bò nhà cụ rộng rãi chỉ có hai vợ chồng già và đứa cháu nội con lớn đã ra ở riêng thằng út thì đi tu đã đến cha bé mà không ghé nhà thì cụ giận lắm cụ thích chúng tôi ngoài tính tình hợp cụ còn vì chúng tôi biết thưởng thức món ếch ương phơi khô nướng nhấm rượu thốt nốt đứa cháu gái cưng của cụ là mờ ni năm ấy mười hai tuổi cháu rất thông minh chúng tôi học tiếng campuchia ở cháu và dạy lại cháu tiếng việt nam lúc đầu chúng tôi xưng pu cháu bảo um lớn hơn âu mờ ni mà mờ ni kêu bằng um vu mà bác vũ một hôm thấy con cò bay ngoài ruộng mờ ni hỏi con chim đó việt nam kêu bằng gì con cò con cò lặn lội bờ sông bắt tép nuôi chồng công tác đường xa tôi giải thích câu ca đó mờ ni thích cháu dạy lại cho các chị bên cạnh cùng học tiếng việt nam với cháu học tiếng nước ngoài mà học ngụ ngôn ca dao là dễ nhớ từ lắm Bắt âm rõ nhưng không đúng dấu, nghe dễ thương quá. Mỗi lần qua lại nhà là tôi bắt cháu nói Ông vu ơi, con cò lắng lói bờ sông. Tôi ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Cây me mà cụ sóc hay cột bò vẫn đứng đó. Cụ, cháu Mờ Ni và bà con Phum Api giờ ở đâu? Tôi đi bộ lên cầu Cha Béc với anh Hồ Nam Công Binh anh phùng tác chiến anh tám danh quân báo anh bộ thông tin và một số anh em cán bộ chiến sĩ vệ binh trong sở chỉ huy tiền phương chúng tôi muốn quan sát để xem một trong những nỗi lo lắng đè nặng chúng tôi mấy hôm nay đã được anh em thiết giáp giải quyết như thế nào chiếc cầu sắt dài hơn trăm mét làm từ đời pháp thuộc đã bị lún võng xuống hơn một gang tay mặt gỗ bị băm nát Chiều hôm qua, 5 chiếc T54, 2 chiếc PT85 và 9 chiếc M113 đã dũng cảm táo bạo vượt qua cầu này. Thế thì các cầu khác trên đường số 1 cũng sẽ qua được. Tôi hình dung theo anh em cơ quan tác chiến kể lại. Chiều hôm qua, một chiến sĩ lái xe tăng tình nguyện lái chiếc T54 đi đầu qua cầu này để làm cho cán bộ yên tâm và cũng để tự động viên mình đồng chí ấy lý luận rằng cầu sắt nếu có sập thì cũng sập từ từ có gì ta lùi xe lại khi được chấp thuận một mình một xe đồng chí cho xe lăn từ từ đặt phân nửa chiếc thân xe lên cầu rồi nhích lên cho toàn thân xe nằm trên cầu anh nhảy xuống đất quan sát rồi lại lên xe bằng một tốc độ chậm và đều anh cho xe chạy qua cầu Móng cầu chuyển động rúc rắc Thân cầu đong đưa Làm đứng tim anh em xung quanh Xong Đồng chí ấy lần lượt Lái bốn chiếc T-54 Còn lại Qua cầu Nếu chỉ tính toán theo công thức thông thường Mà không có kinh nghiệm Đưa xe tăng qua cầu gỗ Bắc ngang sông Sài Gòn Ở Võ Tùng Qua cầu sắt Biên Hòa Có tấm bảng tròn Vẽ chữ 12 tấn to tướng thì không thể nào dám đưa T-54 qua cầu Cha Bét. Còn mở đường vòng tránh ở khu vực đầm lầy này thì phải mất 5 ngày. Chưa chắc đã xong. Tôi nhìn anh Hồ Nam cười. Có lẽ ba hôm nay chúng tôi đều quên cười anh Hồ Nam cũng nhoèn miệng, vừa nói vừa trúng năm ngón tay ra dấu. Như vậy là xe tăng nó nện, những chỗ hở bị nén chặt hơn, bảo đảm cho hàng chục xe tăng nữa qua cũng không sao. Tuy biết rằng ý kiến của anh Hồ Nam chưa đủ chứng cứ khoa học, nhưng cũng không ai tranh luận vấn đề ấy trong lúc này đoàn xe của chúng tôi sốt ruột rú còi inh ỏi xin vượt tường từng chiếc xe tải lác đác chạy chậm như rùa qua khỏi cầu cha bét vài cây số gặp dân đi ngược chiều rất đông nào gồng gánh xe bò xe trâu xe do người kéo lẫn lộn trong đó biết bao nhiêu là lính pol pot họ mặc bộ đồ đen hoặc áo vàng vải tô châu may cùng một kiểu trông là biết ngay nhân dân đã quen với bộ đội phía trước rồi nên không còn ngỡ ngàng như bà con ở đôn xô hôm qua. Trên gương mặt của bà con chỉ có đôi mắt là còn sức sống. Họ gầy gò, phù thủng, lê từng bước một. Và chỉ còn manh vải rách lủng lẳng trên ngực trên lưng gọi là áo. Quần đùi vá chằng vá đụp, buộc túng phơi cặp giò gầy nhom siêu vẹo. Đàn bà thì áo túi ngắn cũn cỡn, xà rông bẩn cũ đến không còn thấy mặt vải tóc tai rối bời hoe huét như mớ dễ lộc bình chúng tôi tươi cười vẫy tay nói với bà con hai bên đường sóc xa bay tà ơi dày ơi bong ôn ơi mạnh giỏi ông ơi bà ơi anh chị em ơi anh em đi xe sau cũng làm như vậy Nhân dân cười cởi mở đưa tay vẫy mãi, các em bé đầu chọc lóc, áo dài thùng thình quá gối, có đứa trần chuồng, tấm lưng cong trên hai bàn đít chai đen chuỗi. Có bao nhiêu mì tôm, lương khô mang theo, chúng tôi phân phát hết cho các em. Có một em mím miệng nhìn tôi, phập phồng cánh mũi nhỏ xíu, trông sao nhớ thằng cu đức nhà tôi quá đỗi mỗi người chỉ đội trên đầu một ít gạo muối, vài thứ đồ dùng gia đình đơn sơ như nồi niêu, thúng mùng. Có em nhỏ ôm chum chũm chú cho con. Thấy thế quân y sĩ mười vàng cười khỉ khỉ. Chả là hôm qua khi đến đôn so prey nhây, chúng tôi bảo nhân dân lấy lúa, gạo, gà, heo của công xã chia nhau mà ăn, nhất là cho người già, trẻ em, người bệnh. Nhân dân nói, của An ca đấy, lấy ăn ca đập chết. Chúng tôi bảo ăn ca chạy hết rồi, sợ gì? Nhân dân bảo mấy ông đi rồi ăn ca về đập chết. Hai bên đường thỉnh thoảng gặp chiếc xe khẩu pháo còn mới tinh đâm đầu xuống ruộng. Cảm giác sau gần 4 năm trên đường từ dầu dây đến biên hòa sống lại trong lòng tôi như đâu mới hôm qua, hôm kia vậy uyên uyên việt nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại